Mà chúng ta học sang cái bài học mà cuối cùng là cái bài chủ đề là đọc và ghi file nhé. Đây là một cái bài tập mà một cái bài học tương đối ngắn nhưng mà nó rất là quan trọng vì chúng ta sẽ phải thường xuyên làm việc với dữ liệu, làm việc là làm việc phải thông qua cái file đọc và ghi file nhé. Thì cái phần mà chúng ta học là các loại đơn giản nhất làm việc với cái khái niệm nó gọi là text file, tức là gì, là những cái file mà nó là file văn bản. Thì cái em thì Python nó cho phép chúng ta đọc và ghi và ra những cái file đó nhé. Thì cái một cái yêu cầu đối với lệnh đọc và ghi file bình thường ấy, mặc định trong 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 Python, thì cái file này nó phải có ý nghĩa gì, nó phải có cái tính chất là nó gồm toàn những ký tự là ký tự ở trong bảng mã ASCII, nó không cho phép là riêng về đọc và ghi file nhưng thì không cho phép đọc ghi có tiếng Việt, tức là có Unicode, bắt buộc tôi phải làm đọc nó là bảng mã ASCII nhé, chúng ta chú ý cái điều đó nhé. Thì vì chúng ta sẽ tạo ra các cái file đó và chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh đọc và lệnh ghi file, tức là từ dữ liệu của file đọc vào cái màn hình đọc ra cái biến nhớ, và ngược lại chúng ta có dữ liệu từ biến nhớ chúng ta ghi ra file. Thì nhắc lại này, tất cả các cái file mà chúng ta học buổi hôm nay đấy, đọc ghi file bình thường ấy, đều là các cái file văn bản, hay nó gọi là các cái text file nhé. Và nhắc lại là nó chỉ là cái file mà lưu trữ các ký tự ASCII, không cho phép lưu trữ các cái ký tự tiếng Việt chẳng hạn. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ lần lượt làm quen với các lệnh đọc và ghi file này. Thì đầu tiên là chúng ta lệnh đọc. Đầu tiên chúng ta có cái khái niệm là cái đối tượng file. Thì chúng ta phải tạo ra file, và sau đó thì trong chương trình của chúng ta phải tạo ra một cái đối tượng file. Đây. Thì đối tượng file là cách lệnh chúng ta cái biến nhớ đây, cái biến nhớ bất kỳ. Và chúng ta lệnh là lệnh open, xong mở ngoặc, xong viết cái tên file ra. Sau đó là ký tự là hoặc là R hoặc là V kép, trong dấu ngoặc kép. Đây là một cái lựa chọn của nó. Nhưng mà R là lệnh mở file và dùng để đọc. Còn là V kép thì là dùng để ghi. Khi chúng ta tạo ra một cái file là một cái biến kiểu file là open trong tên file, đó là mở ngoặc R, thì file đó là file có sẵn rồi. Chúng ta chỉ việc mở nó ra và đọc dữ liệu từ file đó ra. Còn khi chúng ta tạo ra một cái file là file open tên file và mở ngoặc kép V kép như này, thì chúng ta hiểu là chúng ta tạo ra một cái file mới tinh và chúng ta ghi lên cái file đó. Chúng ta ghi dữ liệu lên cái file đó. Được chưa? Và sau cái lệnh là open như này thì file đó có thể là mở ra đọc hoặc mở ra ghi. Và khi chúng ta nhớ là khi đọc xong ấy, thì chúng ta dùng lệnh là close để đóng file lại. Như vậy là đối tượng file, chúng ta làm việc với nó rất đơn giản như này thôi. Thì chúng ta làm thử nhé. Thì chúng ta hãy tạo ra một vài cái tệp mà dữ liệu nào đó mà chúng ta ghi ra file, và chúng ta dùng một lệnh bất cứ một cái trình nào đó và tạo ra cái file văn bản. Thì ví dụ như là lập trình Python này, Python này, chúng ta có thể tạo ra được cái file văn bản đó. Tôi lấy ví dụ nhé. Vì chúng ta lấy ví dụ này, chúng ta sẽ đọc một cái file, ví dụ nhé, đọc một cái file mà ở trên đó nó có hai dòng. Ví dụ nhé, tôi tạo cái file như sau như này. Như một cái file nhé, và tôi tạo ra cái file gồm có hai dòng, một dòng là một cái dòng chữ nào đó. Ví dụ dòng thứ nhất thì viết như này, không dấu nhé, tôi là học sinh. Chú ý chúng ta phải viết tiếng Việt không dấu nhé. Nhắc lại. Đây là dòng thứ nhất. Dòng thứ hai là Hà Nội, Việt Nam. Chúng ta làm thử thôi. Các bạn có thể ghi bất cứ gì khác cũng được. Nhưng mà chú ý là viết bằng tiếng Anh hoặc là viết tiếng Việt không dấu nhé. Sau chúng ta sẽ ghi cái file này ra. Ghi ra này, chúng ta sẽ ghi ra như sau. Chúng ta sẽ ghi ra dưới cái dạng là gì? Đây tôi sẽ ghi ra. Đây là cái bài 9 đây nhé. Tôi ghi ra với cái tên file là ví dụ như là file là dữ liệu chấm
txt. Thông thường là một cái file file văn bản ấy, nó có đuôi là txt hoặc là file là hoặc là đuôi là dat cũng được, dữ liệu txt nhé, ghi lại đó. Thì như vậy là chúng ta tạo ra một cái file văn bản có tên là dữ liệu txt và nó gồm có hai cái dòng. Dòng thứ nhất là tôi là học sinh, dòng thứ hai là Hà Nội Việt Nam, và bây giờ chúng ta sẽ đọc dữ liệu từ file này vào. Thì cái lệnh đọc đầu tiên chúng ta học là cái lệnh sau đây, là cái lệnh đọc là lệnh là read file. Thì read file là lệnh là nó sẽ đọc từng dòng một từ trên xuống dưới của thập F và trả lại một số ký tự ở trong chương trình. Như vậy dùng lệnh file là đọc. Ví dụ lệnh này chúng ta biết cái file này của chúng ta là nó có hai dòng, chúng ta sẽ dùng hai lệnh để đọc cái đó nhé. Mình cho làm như sau này, mình cho ta lập cái trình nhá, chúng ta new trình mới này. Thì cái chương trình đó, chương trình là cái nó phải nằm ở cùng thư mục với cái file dữ liệu. Nếu chúng ta không muốn là gọi tường minh, thì tốt nhất là các bạn nên lưu cái file dữ liệu là cùng thư mục với cái file đuôi là pi nhé, để cho chương trình là sẽ tự hiểu nhé. Đây tôi làm cái trình như này nhé. Cái file bản thân cái file pi đó, cái file của chương trình đọc thì ta có thể viết comment vào đây tiếng Việt được. Đây, viết đây. Đọc chương trình đọc dữ liệu. Bản thân cái IDE của chúng ta dùng nó cũng thể cho phép chúng ta gọi tiếng Việt được. Tuy nhiên ở cái tệp dữ liệu thì là cái tệp văn bản thì không được phép nhá. Đấy. Tệp văn bản nhá. Rồi, chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ tạo ra một cái đối tượng file bất kỳ, có thể là F, có thể là FFI hoặc là file tùy các bạn nhé. Ta dùng ngắn F rồi nhé. F này. Đấy. Nó sẽ là lệnh, tập như lại là open. Đấy, open mở ngoặc ra, và chúng ta ở cái lệnh open nó có hai tham số. Tham số thứ nhất là cái tên file, ta để nguyên vào trong ngoặc nhé, là dữ liệu .txt, đúng chính xác chưa nào? Rồi. Và dữ liệu và tham biến thứ hai là, vì tôi mở ra để đọc thì tôi để như này. Đó. Thì sau cái lệnh là F bằng open như này, thì F bây giờ nó là một đối tượng kiểu file rồi. Kiểu file, và bây giờ chúng ta có thể làm việc với nó. Thì chúng ta dùng lệnh sau đây này. Đây. Ta dùng cái lệnh là read file, lệnh này này. Nó sẽ đọc từng dòng một từ cái tệp đó vào trong bộ nhớ. Bây giờ chúng ta làm thử nhé. Bây chúng ta làm này, chúng ta tạo ra một cái biến nhớ, ví dụ như là D1 bằng F chấm read file, read line nhé, đúng không? Read line là dòng thứ nhất. Dòng thứ hai này, D2 bằng F read line. Dòng thứ hai đó, thì ta biết là cái file F của chúng ta là nó có hai dòng, thì chúng ta lệnh thực hiện hai lệnh, và sau đó thì là chúng ta đóng cái tệp lại xong, và bây giờ chúng ta có thể in ra cho mình hiểu, chúng ta biết thôi nhé. Chúng ta dùng lệnh print thôi, print đúng không, J1 xong print ra màn hình thôi, thì J2 đó. Các bạn thấy không nào? Như vậy là khi mà mở cái file nó ra, thì chúng ta hiểu là nó có một cái đầu đọc đặt ở đầu file. Cái lệnh này sẽ phần mềm sẽ đọc hết dòng thứ nhất, và cái đầu đọc nó nhảy xuống dòng thứ hai, và lệnh này đọc dòng thứ hai nhé. Đọc khi đọc lệnh này xong thì con trỏ cái đầu đọc nó sẽ nằm ở cuối file, mà ta đóng lại file lại, được chưa? Rồi chúng ta chạy thử nhé, chúng ta ghi lại nhé. Đây là bài tập đầu tiên nhé, chúng ta ghi lại này, chạy thử nhé. Ôi đâu rồi? Chúng ta đã ghi đúng vào thư mục của nó chưa nhé? Đây này, đi ra là tôi là học sinh này, dòng thứ hai là Hà Nội Việt Nam, các bạn có thấy không nào? Đó,
Như vậy là chúng ta đọc vào một cái file từ đọc cái dữ liệu từ cái một cái tệp mà từ một cái tệp dữ liệu vào trong nhé. Như vậy chúng ta nhớ là có hạn định này. Thì bây giờ chúng ta hãy làm tiếp tục một cái bài tập số 2 này. Bài tập số 2 thì tôi ghi như sau nhé. Bài tập số 2 thì là ở trên đây tôi bây giờ tạo một cái file một cái tệp dữ liệu số 2 để chúng ta thấy nhé. Đây là bài đầu tiên. Chúng ta làm là bài số 2 nhé. Bài số 2 là như thế này. Chúng ta sẽ cái tệp dữ liệu của chúng ta là cũng gồm có một dòng thôi, nhưng mà ở trên đó là ghi và là ba số tự nhiên, và bây giờ chúng ta sẽ phải đọc cái dữ liệu đó vào ba cái biến nhớ tự nhiên của chúng ta. Bây giờ làm thử nhé. Bây giờ chúng ta lại đọc tạo ra một cái file mới có tên là, đặt tên tôi biết là GL1 đi nhé. Nó có ba số là số 18 chẳng hạn, cách ra là số 9, nó tiếp theo là số 10. Như vậy là cái tệp của chúng ta ấy là gồm có ba số tự nhiên như thế này, được chưa? Đó, hiểu không nào? Và bây giờ tôi ghi lại, tôi ghi lại và tôi ghi lại với cái đây. Chúng ta phải chọn cái kiểu file là kiểu là on file, và chúng ta đặt cái tên file là gl1 nhé, .txt. Đấy. Đấy. Như vậy là cái tên file là gl1.txt nhé. Rồi, đây, file này. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ lập một cái chương trình ngắn gọn là chúng ta sẽ mở tập ra, chúng ta sẽ đọc ba số đưa vào, và chúng ta in ra cái tổng ba số đó, in ra trên màn hình nhé. Tính tổng ba số này, in ra trên màn hình. Bây giờ tôi làm thử bài số 2 nhé. Đây là bài B2 của chúng ta này. Bài B2 này là chúng ta sẽ đọc dữ liệu từ cái tệp GL1. Nhớ là cái tên tệp là phải đúng chữ in, chữ hoa như này nhé. Đây GL là viết hoa, số 1 số TST nhé. Và chúng ta đọc ba số này từ 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 kẹp vào trong máy tính. Dùng dùng cái lệnh giống như đây này. Cái lệnh này nó sẽ đọc cả một dòng như là một số ký tự nhé. Đó. Tôi làm thử này. Rồi bây giờ làm thế này. Thì bây giờ tôi làm khác đi một chút này. Tôi đọc tên nó là, đặt một cái biến nhớ là F data như này. Đặt tôi bằng như này. Tổng quát tôi bằng là gl1.txt đấy, như vậy đặt một cái biến nhớ là tên của tệp dữ liệu tôi là fdata gl1 như này nhé. Đó, và bây giờ tôi đặt cái tạo ra một cái đối tượng kiểu file f bằng open, và bây giờ chúng ta không cần viết lại cái chữ gl1 nữa mà chúng ta viết là fdata, thì cái lệnh cái fdata này chính là tương đương với cái này mà, cho nên là viết là máy hiểu rồi nhá, máy hiểu rồi. Rồi và đây chúng ta dùng cái tham biến là R là đọc, tức là chúng ta mở cái file ra để đọc vào, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đọc vào này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đọc vào thì chúng ta dùng lệnh là readline thôi, chúng ta dùng cho dùng là st chẳng hạn, st bằng là f chấm readline. Đó. Thì sau lệnh này thì cái st sẽ đọc vào từ cái file f, và st là gì? Fv nó là một số ký tự gồm có gồm có ký tự là 18, 0, 18, 9 và 10, được chưa? Đó. Bài vừa rồi là bài này đúng không? Bài này chúng ta ghi lại với cái tên là B2 nhé, B2, bài số 2 của chúng ta. Đấy. Thì khi mà chúng ta đọc xong rồi thì chúng ta đóng file lại, các chú ý nên đóng cái file lại cho nó khỏi 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 hỏng file nhé. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ in ra ba số đó. Thì chúng ta làm thế nào nhỉ? Chúng ta phải chuyển cái dữ liệu này ra thành ba số, thì các bạn dùng lệnh gì? Các dùng lệnh Evan cũng được, hay là hai dùng lệnh gì? Ta dùng lệnh split đúng không nào, dùng lệnh split nhé. Thì chúng ta gọi là list đây đi, list nhé, bằng là s split. Tôi nhớ lại cái lệnh lần trước đúng không nào, đúng không? Thì đây là cái lệnh này nó sẽ mà biến đổi cái sâu ký tự thành một cái list các cái phần tử. Phần tử nó là một ký tự, một cái ký tự con chứa cái đây là một số ký tự này, nó tách ra theo cái dấu cách tách ra, nhưng mà nó tạo ra thành ba cái phần tử
phần thứ nhất là sâu 18, phần thứ hai là sâu 9, phần thứ ba là sâu 10. Và bây giờ chúng ta sẽ làm bước tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển đổi kia. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển đổi sang số nhé. Thì chúng ta dùng lệnh sau này, chúng ta dùng lệnh là for, đúng không? For s in list. À, chúng ta dùng lệnh này. Dùng cái nào cho nó nhanh nhất nhỉ? In ra. For s for e đi. In range, đúng không? Range của len list. Đây có 3 số thì được chưa? Và chúng ta sẽ biến đổi thôi. Chúng ta sẽ dùng thay thế list này. List e bằng in. In list. Đúng không? Đấy. Tức là bản thân cái list này là khi giao dụng lệnh này thì nó là một cái dãy, nhưng mà các phần tử của nó là thuộc kiểu sâu, vì chúng ta sẽ phải dùng cái hàm in để chúng ta chuyển sang list. Bây giờ chúng ta nó là cái hàm nó là số rồi nhé. Đấy, như này. Và sau đây chúng ta sẽ in ra cái list rồi. Green list. Thực ra không quan trọng lắm chuyện này. Mình đang chưa à không. Đồ bài, xin lỗi, đồ bài là gì? Đồ bài của chúng ta cần phải in ra tổng rồi, đúng không? Đồ bài là in ra tổng của ba số cơ mà. Rồi, thì bước 1 là chúng ta tính như này. Ta chuyển đổi sang dãy, sau đó chúng ta sẽ dùng lệnh dùng cái hàm sum thôi, chúng ta có thể tính được những green một cái hàm sum. Sum list. Đấy. Cái hàm sum là cái hàm có sẵn ở trong Python nhé. Đó, thì đây là cái lệnh in ra cái tổng ba số ở trong cái dãy list nhé. Đó. Chúng ta cho chạy thử xong được không nhá? Chạy thử xong có đúng không? Tính này. Ôi. À, nhầm. ST thầy ơi, ST. Đúng rồi, ST. Nha, yeah, chính xác. Rất chính xác. Nào chạy thử nhá, xong đúng hay sai nào. Đấy, ra là 37 thấy không nào? Đấy, 37. Giờ chúng ta sửa cái này đi là đây không phải là 10 mà đây nên là 100, nó sẽ khác ngày. Đấy, mình ghi lại nhé, đây là 100. Thì ra nó sẽ ra đây nó sẽ là không phải 37 nữa, là một số khác ngay nhé. Đấy, trong 27 ngay. Được chưa? Như vậy ta thêm một cái bài tập mà đơn giản thôi thì như vậy nhá. Thế bây giờ chúng ta sẽ học sang một cái lệnh khác của lệnh đọc dữ liệu. Thì đây là cái lệnh mà chúng ta, cái lệnh readline là cái lệnh mà rất hay dùng rồi, nhưng mà lệnh readline dùng khi mà chúng ta biết rõ là ở trong cái file đó nó có là 2 dòng, 3 dòng, 4 dòng ta đọc được chính xác, nhưng mà nó có n dòng ta không biết là bao nhiêu cả, làm như nào. Đó, thì bây giờ thầy sẽ làm cho các bạn một cái tệp khác nhá. Đặt tên là dữ liệu 2 nhá. Ta sửa cái tệp này là nó không biết là có bao nhiêu phần tử nhá. Đầu tiên là 13 và nhiều dòng, dòng thứ hai là 7, dòng thứ ba là 8, dòng thứ tư là 9, dòng thứ năm là 10, tiếp theo là 100, tiếp theo là 200, tiếp theo là 1000, tiếp theo là 1 vân nhá. Như vậy là một cái tệp mà nó có nhiều dòng mà chúng ta chỉ biết nó có bao nhiêu dòng, thì làm thế nào để có thể là bây giờ cần phải đọc lần lượt các cái dòng này mà ta đưa vào mỗi dòng, như vậy là đưa vào một phần tử của một cái dãy nhé. Và đây có 1 2 3 4 5 6 7 8 9, mà đây tôi chưa biết là bao nhiêu dòng, nhưng mà khi đẹp đọc tập này thì nó sẽ phải đưa vào một cái list là gồm có 9 phần tử nhé. Và tôi ghi lại cái bài này nhé. Đặt cho nó là kiểu là on file và đặt tên là giữ gl2 nhé .txt. Như vậy là kiểu dữ liệu 2 nhé. GL1 thì là có 31 dòng và 33 số, là GL2 là nó có rất nhiều dòng. Có thể đây là 9, có thể nó có nhiều nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm chúng ta sẽ dùng học lệnh là để đọc dữ liệu
lần lượt. Mẹ nói là đấy, lấy ra đây cho mẹ. Lần lượt từ từ một cái chúng ta chỉ biết là bao nhiêu dòng, đọc tất cả các dòng thì ở trong Python nó có một cái nó, với cái dữ liệu là file, nó có một cái nó có một toán tử, như toán tử in lệnh for y hệt như là với đối với dãy đối với list nhé. Yeah, làm thử nào, cho làm thử nhé. Giờ để điều cái file mới là bài B3 đi nhá. Đấy, bài này là đọc đọc dữ liệu từ file nhiều dòng. Mình không biết nó là có bao nhiêu dòng. Được chưa? Rồi làm thử nhá. Bắt đầu lại làm thử thôi, chúng ta đặt một cái biến là fdata bằng gl2 đúng không? .txt như bình thường như này. Rồi, bây giờ chúng ta lại vào như vậy, chúng ta lại dùng lệnh f và chúng ta tạo ra một đối tượng là file, chúng ta mở để ta mở file lệnh open đấy. F data r nha. Rồi, thì như vậy là cái file f là một cái kiểu dữ liệu, kiểu file đã được tạo ra rồi và nó sẵn sàng mở ra, sẵn sàng để chúng ta đọc đọc đến cái r rồi. Đọc thì bây chúng ta dùng cái gì? Đó, chúng ta làm như sau nhé. Thì khi mở rồi thì chúng ta sẽ thao tác với file, từng dòng một của file tương tự như là đối với đối với chuỗi nhé. Chúng ta làm như sau này. Chúng ta dùng lại là for st in f. Đó, chúng ta như vậy như này nhé. Thì như vậy là cho cái chuỗi string st lần lượt chạy trên cái tệp file đó từ đầu đến cuối, thì khi viết lại là mấy là chúng ta sẽ tự hiểu nhé. Và chúng ta sẽ làm như sau này. Và bây giờ sau đó thì như vậy khi chạy như này thì st sẽ lần lượt nó sẽ là gì? Nó sẽ là 13 là 7 8 9 10 11 vân. Được chưa? Nó là cái đó. Bây giờ chúng ta cái file chúng ta làm đâu nhỉ? Đây đúng không? Chúng ta ghi lại. Chỉ ghi lại là cái file này là file B mấy? B3 đúng không? Bài tập 3 ngày hôm nay nhé. Đó. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta chỉ phải đổi thôi. Chúng ta dùng lệnh là 5 nhé, 5 là chúng ta bằng này. Vì đây có một cái một mà nó có một số thôi. Đổi thành 5 và chúng ta sẽ đưa nó vào đâu? Chúng ta in ra. Cho đưa vào một list nhé. Tôi đưa lên một cái list bằng đấy. Và ở đây tôi sẽ đưa vào là list. Đây là cái lệnh bổ sung cái phần tử 5 nó vào đây đấy. Đọc cái cho cái st nhé, là lần lượt chạy từ đầu đến cuối các cái dòng của f, và mỗi dòng như vậy thì đọc vào rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang số nguyên và đưa vào cái biến 5 và s cái biến 5 này vào cái chuỗi cái dãy list nhé. Đấy, và từ đây chúng ta đóng lên lại, ta dùng lệnh này ta đóng lại close. Đấy. Và bây giờ chúng ta in ra cái kiểm tra xem nó đúng chưa, in ra cái list. Không cần in ra mà cái tổng của list cũng được nhé. Đấy. Chúng ta làm thử cái bài này nhé. Các bạn đã hiểu chưa? Chạy thử xem được không nhá. Đấy, in ra thành chuỗi được 13 7 8 9 10 100 200 1000 1 lần đấy. Đấy. Như vậy chúng ta đã là như vậy là đây là cái lệnh chúng ta chú ý nhá, dùng toán tử in này và lệnh for. Chúng ta sẽ lần lượt đọc các cái dòng của f. Đáng lẽ chúng ta phải biết số lượng dòng, chúng ta dùng lệnh lặp và chúng ta lần đọc chúng ta dùng lệnh là f readline như này. Thì chúng ta không cần nữa, chúng ta dùng lệnh này là luôn nhé. Đó. Đấy, thì đó là cái lệnh là đọc dữ liệu, được chưa? Thì đây là hai kiểu đọc chính là hay dùng nhất ở trên thực tế, còn tất nhiên các bạn có thể đọc sách thêm, các bạn có thể tìm kiểu lệnh đọc khác, nhưng mà theo thầy thì đây là hai kiểu hay dùng nhất thôi, chúng ta hầu như không dùng cách đọc khác. Thực tế chỉ dùng lệnh readline đọc từng dòng, và chúng ta dùng lệnh for toán tử in để chúng ta đọc một lượt tất cả các cái dòng từ f từ cái file đó, và chúng ta sẽ xử lý từng dòng một đưa vào tệp của chúng ta nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm một tập hay là chúng ta sang phần mới nhỉ, hay là sang phần ghi nhỉ, hay chúng ta đọc cho chúng ta làm thêm một tập nữa nhé.
chúng ta sẽ làm như sau là chúng ta sẽ đọc dữ liệu là một ma trận và chúng ta đưa vào một cái list of list. Được chưa? Chúng ta thêm một tập nữa cho nó hay nhé. Đây, bây giờ chúng ta tạo ra một cái tập dữ liệu mới là không phải là một một dãy mà nó là một cái bảng, một cái bảng số luôn, một cái bảng số. Nó là một cái ma trận nhé. Ví dụ như là 12 4 7 0 10 20 đúng không? 102. Dòng thứ 3 là 56 đúng không? 51 13. Ở đây chúng ta cũng không biết là như là nhưng chỉ biết là nó có nhiều dòng. Mỗi dòng như vậy là một hàng của ma trận và trên mỗi dòng nó lại có nhiều số. Trên một hàng một số thì chúng ta cũng chỉ biết là bao nhiêu cả thì chúng ta vẫn được, chúng ta kể đã, chúng ta có thể cái ma trận này có thể là ma trận không phải là vuông mà có thể là ma trận hình chữ nhật. Và có thể là nó tổng quát luôn là số lượng một cái hàng số ở trên cái hàng đó có thể là không phải là giống nhau thì nó vẫn tạo ra một cái list of list được nhé. Như vậy chúng ta làm thử nhé. Thì đây là cái bài tập này, là cái bài tập là nó sẽ tạo ra cái ma trận là 3x3 và chúng ta sẽ yêu cầu là chúng ta sẽ phải đọc dữ liệu từ cái tập này và chúng ta sẽ in ra một trận đó hết như thế này nhé. Như thầy ghi lại với cái tập đặt tên là ma trận đi, đặt tên là ma trận nhé, ma trận chấm đát nhé, chấm đát. Thông thường là cái file TXT là cái file dữ liệu nó mức độ đơn giản, còn dữ liệu nó phức tạp một chút thì đặt tên là đát cho nó hay. Đát tắt của từ ATA nhé, ma trận đây. Rồi bây chúng ta sẽ viết chương trình để bài số 4 nhé, để đọc dữ liệu từ cái tiệp này nhé, mà chúng ta sẽ in ra với ma trận hệt như vậy nhé. Rồi thì bây giờ làm như sau này, bây giờ ta tạo ra một cái đây cho nó nhanh, mình thấy copy cho nó nhanh này. Cái này giữ nguyên này nhé, copy cho nó nhanh nhé, tạo cái mới nhé, mỗi lần nói thế mà. Đấy. Nhưng mà này ta sửa đây là dữ liệu, đây không phải là đây mà đặt tên, đây là ma trận đúng không? Ma trận chấm đát nhé, đó. Rồi. Thì nó như này nhé, đây là list đây, list là đầu tiên cái list này tôi sẽ dùng này, ta sẽ tạo ra cái ma trận đó nhé, ta sẽ vừa làm vừa thử luôn nhé, các bạn thử nhé. Rồi khi làm thử này, bây giờ ta sẽ for st đi, in f nhé, chúng ta đọc từng dòng một, mỗi dòng như vậy là nó tạo ra vào một cái file list nhé. Rồi khi mà đọc một dòng rồi thì làm như sau này, chúng ta sẽ tạo ra một cái đặt tên là đặt tên gì, đặt tên là m đi, không quan trọng lắm, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ xử lý như sau này, chúng ta sẽ cần không nhỉ, cần cái m được hay không cần thì được, sẽ làm sao nhé. Như vậy sau lệnh này thì st nó là một cái sâu. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển nó sang cái dạng list tên bằng st split nhé. Thế thì sau cái lệnh này nhé, sau cái lệnh này ấy, thì st nó là một list rồi, nhưng mà list nó lại là bao gồm là gì, là những cái phần tử nó là sâu ký tự. Chúng ta sẽ chuyển đổi sang dạng là in, chúng ta đưa vào m nhé. Rồi chúng ta làm như sau này, for i in range của cái gì, của cái st, được chưa? St về là một chuỗi các cái sâu rồi. Rồi thì bây giờ chúng ta làm như sau này, chúng ta sẽ chuyển đổi cái sti sang thứ i sang integer int, và chúng ta sẽ chuyển ngay về m, chúng ta dùng lại là m luôn, m ben như thế này, ben nhé. Sau đó là int mở ngoặc sti, được chưa? Đó. Nhìn thấy không nào, nhìn thấy rõ chưa? Bây giờ tôi kéo lên xuống để nhìn thấy rõ nhé. Đấy. Đây. Tức là for st, đầu tiên là st chạy mà trên các cái hàng của các cái dòng của f này.
Thì mỗi cái ST như vậy chúng ta sẽ chuyển nó sang dạng là một chuỗi các cái phần tử, phân tử như vậy là một sâu. Và chúng ta sẽ lấy từ phân tử đó ra và chúng ta sẽ chuyển đổi sang dạng int và đưa vào một cái mảng M. Đấy. Và sau lệnh này nhé, sau cái lệnh này thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ bổ sung M vào list, chúng ta dùng lại là list append M. Đấy. Sau lệnh này thì là như vậy là mỗi phân tử của list là một chuỗi, làm cái hàng ngang, làm cái hàng ngang của F. Đấy. Và sau lệnh này là xong luôn. Sau lệnh này là đóng cái F lại. Được chưa? Đấy, đóng lại. Và bây giờ chúng ta in ra thôi. In ra ta lại làm ngược lại so với trên ta giả lệnh sau ta làm lại là for i in range của len list. Được chưa? Đấy. Thì cái list i nó lại làm một cái ấy chúng ta có thể in ra. Đây chúng ta thôi nhanh cho in ra nhỉ. Print. Nhanh. Đây. I. Đấy. Ở tôi muốn in theo trùng hàng ngang tôi phải dùng lệnh này. List i nhé. In cho hàng ngang. Đấy, hàng ngang. Và sau khi in xong, xin lỗi, đây là xuống dòng, đúng, ok, đúng rồi, không còn cái này. Vì bản thân cái list i nó làm một dãy rồi, nhưng mà là chuẩn rồi. Được chưa? Được rồi, chạy thử nhá. Người ta ghi lại này, ta chạy thử xem đúng không nhá. Ta ghi lại thành này là bài, đây là bài B4 của ngày hôm nay nhá, B4 này. Rồi, chạy thử nhá. Chẳng có lỗi không nào? À, không phải range, mà đây là phải len chứ đúng không nhỉ? Len, được. Len nhá. Vì ST nó là một cái, nó là một cái chuỗi mà, đúng không? Một cái list. À. Xin lỗi nhầm. Thầy vẫn nhầm chỗ này, chỗ này vẫn phải là range chứ, xin lỗi, vẫn phải là range. Và đây là len. Đấy, nhầm thế đấy. Nhìn mãi không ra. Rồi. Range của len ST. Đấy, thế này mới đúng này. Ta chạy thử nhá. Thế nó ra là dòng thứ nhất là 12, 47, dòng thứ hai là 0, 20, 102, dòng thứ ba là 56, 51, 13. Đúng là cái này không nào? Đúng là cái file ma trận không nhớ, trận này này. 12, 47 này, đúng không? Dòng thứ hai là 0, 20, 202 này, 02, dòng thứ ba 56, 51, 13. Đấy. Thì mình muốn bỏ đi cái ngoặc này thì làm như nào nhỉ? Muốn bỏ ngoặc thì ta có làm như sao? Có thể có cách làm mẹo là muốn bỏ đi ngoặc ấy thì ta để vào đây, ta để vào đây checklist này một cái dấu sao thì đã không hay lắm. Đấy. Ta để là trước kia khi ta là lệnh print muốn in ra cả một cái chuỗi mà ta để trước một cái dấu sao thì máy tính nó sẽ bỏ đi cái dấu ngoặc vuông ở đây. Thế là không hay lắm. Đấy, nó thành như này. Thấy không nào? Đây là lệnh mẹo thôi nhé, không phổ biến lắm, không cần thiết lắm. Ở đây chúng ta có thể dùng một lệnh for nữa để in ra cũng được. Nhé. Cho thật yên tâm phải như này. Tôi làm cho thật làm lại bài bản thân cho các bạn xem chỗ này, như chỗ này không hay lắm, tôi bỏ đi nhé. Làm như làm này nó chuẩn này. For g, đấy, in cho for g in không cần for s in list i, vì lúc i đúng không? Đấy, thế này thôi. Sau đó là print s n. Đấy, thế này, lệnh này thì mới là chuẩn, được chưa? Mà sang bên này chúng ta cho lệnh vì đây lệnh này là nó in chỉ một hàng ngang mà không xuống dòng nữa, tạo cho lệnh này để nó xuống dòng. Thế lệnh này mới chuẩn này. Đây là cái lệnh mà in ra cái ở đây in ra kia ma trận chính xác nhé.
Đấy. Hoặc nếu các bạn nào thích nữa thì có thể sửa một chút nữa cho hay nữa là như này, for g in range của len. Thế này thì là chuẩn nữa nhé, thế này là chuẩn nữa. Đấy. Và cái s này là chính là list e g. Đấy, cái này là chuẩn nhất này. In ra cái ma trận EG này, đấy cái này mới là chuẩn nhất. Đấy, cho em chuẩn nhất này. Để các bạn có thể là các bạn ghi chép lại sau nhé, vẫn đang cái này. Đây cái bản này là bản cuối cùng rồi đấy, bản chuẩn rồi đấy nhá. Đó. Được chưa? Vậy thì đó là cái lệnh, những cái lệnh để đọc dữ liệu. Nên tôi nhắc lại là chúng ta có hai cái lệnh đọc chính là cái lệnh đọc là readline, đọc từng dòng, và cái lệnh đọc dữ liệu là dùng cái lệnh dùng cái toán từ in, lệnh for để chạy từng từng hàng một của cái file và ta đọc ra nhé. Rồi, thế thì thầy nói sang phần tiếp theo là cái phần là ghi dữ liệu ra. Ghi thì cũng có một vài lệnh nhưng mà thầy chỉ muốn nói các bạn thêm chỉ nên dùng một lệnh thôi là lệnh này nhé. Đây thầy dùng chỉ dùng một lệnh thôi. Đây. Lệnh ghi file thì như sau, lệnh ghi file ấy thì chúng ta sẽ đây lệnh ghi file nhé, thì chúng ta phải tạo cái file đó là open file và cái tham số là vk là để ghi file, và dùng lệnh print. Lệnh print thì nó in bình thường, tôi nhấn cho lệnh print ấy, thì là in ra màn hình, nhưng mà có thêm khi mà có thêm cái thuộc thêm một cái tham số là file bằng đối tượng file thì nó sẽ in ra file. Đấy. Chúng ta chú ý là như vậy, lệnh print là có ý nghĩa là hay là nó có thể in ra màn hình và in ra file. Mình chúng ta làm thử luôn nhé. Mình chúng ta làm thử này. Đây, cho làm ngoài bài này thôi nhé. Cho nó dễ nhé. Bài này luôn nhé. Bài này, bây giờ thầy đổi tên bài này đi. Bài là bài 4, thầy đổi tên thành bài số 5 nhé. Thầy rồi lại file mà save as sang là B5 nhé. B5. B5 là cái file là đọc dữ liệu từ file ma trận như này, đầu bài như thế, đọc file ma trận nhá. Đấy. Đọc dữ liệu từ từ tệp ma trận như thế này và in ra lần lượt là ba hàng, mỗi hàng là tổng các số trên một cái hàng này. Như vậy in ra thành ba dòng, dòng nhất là tổng của 12 47, dòng thứ hai là tổng của 0 20 11 đến 2, dòng thứ ba của 56 51 13 nhé. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Và ghi ra với cái file là đặt tên là đặt tên là out.nat, được chưa? Đấy, thì bây giờ làm bài tập này nhé, thì sửa một chút cái bài B5 là ta có thể làm được bài này nhé. Bài này đọc dữ liệu từ file nhiều dòng và ghi ra file luôn, ghi ra tệp kết quả. Sửa luôn bài này luôn nhé, không phải làm nữa nhé. Rồi. Thế bây giờ thầy sẽ làm này. Bài này ta phải dùng hai đối tượng. Đối tượng F data là đối tượng để mà mở file. Đối tượng thứ hai là đối tượng dùng để mà ghi file. Chúng ta dùng lại là F KQ đi nhá. KQ. Đấy. À, chúng ta sẽ ghi ra kết quả là out.dat. Thì khi ra file nhé thì phần mềm sẽ tự động tạo ra một cái file là out.dat cùng thư mục với cái tập này và ghi ra cái file đó. Và chúng ta chú ý là lệnh ghi file chúng ta dùng lệnh print là lệnh dễ học nhất nhé. Bây giờ thử thêm phần này vẫn như cũ nhé, là đọc dữ liệu và bây giờ không cần cái lệnh này, không cần nữa, ta bỏ đi lệnh này, không cần lệnh in này nữa. Đấy. Và chúng ta sẽ đọc dữ liệu xong từ từ tệp dữ liệu ban đầu, từ tệp dữ liệu ma trận, nên đọc xong nhé, đọc từ file data nhé, đọc xong rồi và bây giờ chúng ta ghi ra kết quả là cái file out này gồm có 3 dòng. Dòng thứ nhất là tổng hàng thứ nhất của ma trận, dòng thứ hai là tổng hàng thứ hai, dòng thứ ba là tổng hàng thứ ba. Cho làm thử nhé. Phần trên phần ghi dữ liệu đọc dữ liệu thầy để nguyên nhé. Để ta sang phần thứ hai thì lại đọc một cái file, đọc là file là open, tạo một cái file đối tượng khác vẫn là F nhé. Ở trên này là F là dùng xong rồi, đóng lại. Sang đây dùng F mới là open mở ngoặc. Thì bây giờ nó là gì? Mở ngoặc nó là gì? Dùng gì là FKQ là tên đối tượng file mới nhất là FKQ nhé.
mà bây chúng ta là đây là để được ghi ra chúng ta sẽ phải dùng cái không phải R mà là V kép, được chưa? Đấy. Thì đây đây là cái chúng ta tạo ra một cái đối tượng file thứ hai, và đối tượng file thứ hai này không phải để đọc mà để ghi, được chưa? Thì bây chúng ta làm đơn giản, bây chúng ta ghi ra thôi, ghi ra chúng là dùng lệnh print thôi nhé. Chúng ta for, đúng không? S in list nhé. Bản thân list đó là một list of list, thì như vậy là mỗi phần tử S này này nó là một cái gì? Nó là một cái hôm nay thì quên chưa thu âm. À đúng rồi. Mỗi phần S này nó là một list con nữa nhé. Bây giờ tôi lấy tổng của nó. Được chưa? Thì tôi dùng lệnh là print này. Print nhá. Print cái gì ra? Print cái tổng, print cái sum của S. Đấy. Nhá. Nhưng mà nó lại in thế này thì nó in ra màn hình mất. Đây thì dừng lại đây nhé, để nguyên đây nhé. Để như này thì nhiên nó sẽ in ra màn hình ba cái dòng là tổng của các số là 12 47 tổng, tổng ra chạy thử nhá. Đây là print bình thường nhá. Đây. Chạy thử này. Thế in ra này, 23 122 và 120. 23 là tổng của gì? 23 là tổng của 12 47. 122 là tổng của 0 20 và 102, và 120 là tổng của ba số này. Nhưng bây giờ thầy sẽ sửa lại cái chương trình này mà không phải là in ra màn hình, in ra file thì làm như nào? Đấy, người ta sẽ phải dùng một cái tham số là file, có chữ file nhé, file bằng đối tượng file. Đối tượng file là gì? Của chúng ta là gì? Là F. Đây, F. Được chưa? F. Đấy. Và đóng thôi, đóng lại như này. Như vậy chúng ta chú ý là cái lệnh mà in ra nó chỉ như này thôi. Nó lệnh in ra file nó giống hệt như là lệnh in bình thường. Nó chỉ khác là có thêm một cái tham biến nữa ở cái tiếp theo đấy. Sau khi phần tham số là cái thông số in ra là cái file bằng cái tên đối tượng file nhé. Ta chạy thử này. Xong. Thế bây giờ tôi có thể mở cái file ra, thầy có thể mở cái file là out chúng ta ra nhé, thì mở xem này. Đâu cái file này thì mở tất cả các loại file ra nhé. Đâu out đâu, out ra đây này, là cái file vừa tạo ra nhé. Đấy, 23, 122 và 120, thấy không nào? Như vậy chúng ta vừa mới lập viết cái chương trình là B5, là cái lệnh là gì, là mở cái tệp dữ liệu là matrix.dat nhé. Thì ma trận chấm đát nó là một cái ma trận, chúng ta đọc vào ma trận mà chúng ta đưa dữ liệu vào một cái tệp, vào một cái list of list, có tên là list. Đọc vào đây, đọc xong chúng ta tạo cái tệp để chúng ta in, ta ghi ra là F bằng open, hai kết quả là chính là cái này, cái output này nhé. Và đây là V kép, và dùng lệnh này in ra thôi. Lại in ra file nó giống hệt in ra màn hình, chỉ khác là thêm một cái tham biến là file bằng và là sau đó là đối tượng file, rất rất là dễ. Như vậy khi các bạn đã thạo với lệnh pin rồi thì chúng ta sẽ rất rất dễ dàng mà để là làm việc với cái rất dễ dàng để làm việc với về ghi ra file. Nhưng mà thầy nhắc lại là chúng ta cái đối tượng file là chúng ta đặt một cái tên bất kỳ, một cái biến nhớ nào đó nhé, và đặt tên là open, như sau đó là cái tên file, đó là cái tên file mà chúng ta muốn tạo ra, và sau đó là hoặc là r hoặc là v kép như thế này đó. Đây là cái lệnh mà để tạo ra, thì cái F data, cái F này nó làm cái đối tượng thông thường này, nó làm cái đối tượng file. Khi lệnh này mở rồi thì nó có thể mở ra để đọc hoặc mở ra để ghi. Mở ra để đọc thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh là readline, hoặc là dùng lệnh toán tự in, để chúng ta lệnh for đấy, if for in, chúng ta đọc dữ liệu từ file đó ra. Còn nếu ta đặt cái file này là v kép thì nó sẽ tạo ra một cái file mới tinh mà chúng ta sẽ ghi lên từ đầu, thì dùng lệnh print in ra cho nó dễ dàng nhé. Đó. Yeah. Như vậy là bây giờ thầy cho lúc các bạn có một số cái bài tập. Đây,
Thế bây giờ các bạn làm xong bài tập như này nhé. Thôi về nhà làm đi nhé. Các bạn nhớ 3 bài này chưa? Nha, chúng ta sẽ ghi lại nhé. Và bên này chúng ta có thêm 2 bài nữa, hơn một chút nhé. Đấy. Thì hầu hết tất cả những cái bài tập mới bây giờ đều là các bài tập mà các bạn đi thi ấy, đều phải kết quả phải ghi ra bài hết để cho cái người chấm bài họ biết được, chứ không ai chấm bài trên màn hình của chúng ta cả. Thì như vậy là hôm nay là cái bài học cuối cùng, nhưng mà một cái bài ngắn thôi nhưng mà là quan trọng nhé. Thì như vậy cho đến giờ phút này là chúng ta đã học được tất cả những cái phần gọi là tối thiểu cơ bản nhất của một chương trình Python rồi đấy nhé. Các bạn có hỏi gì không? Thì, alo. Sao? Con có dạ, hỏi thầy ơi. Alo. Ừ, nói đi. Dạ, em còn 7 bài trên làm bài tập thì em làm xong em gửi lên nhóm đó, thầy lượt quá, thầy nhìn thầy gọi okay. Ý em một xíu nhất thôi. Ừ, được rồi, okay. Các bạn cứ làm bài tập đi rồi sẽ gửi lên cái nhóm nhất, tôi sẽ trả lời nhé. Dạ, dạ, cảm ơn thầy. Thì là buổi sau hôm nào các bạn, chúng ta hôm nay là buổi cuối cùng của chúng ta nhé. Thì sau này khi có cái chuyện gì mới tôi sẽ nói sau. Còn có lớp học nào khác hơn nhé. Hôm nay chúng ta học vào dạ. Buổi cuối cùng nhé. Chào các bạn. Dạ, cảm ơn thầy các nhiều ạ. Các bạn cần thì các bạn cứ hỏi thông qua cái nhóm của chúng ta nhé. Tôi vẫn lưu duy trì cái nhóm đó nhé để chúng ta có thể trao đổi với nhau nhé. Dạ, dạ. Chào mọi người. Dạ, cảm ơn thầy. Chào thầy. Chào các bạn.